Xin chào cả nhà, chủ đề của ngày hôm nay đó là macaron năng lượng, kẻ hút cạn tinh thần của bạn. Macaron năng lượng là một cái thuật ngữ ẩn dụ chỉ những người có khả năng làm hao hụt năng lượng tinh thần của người khác. Khi tương tác với họ, bạn sẽ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, buồn bã, chán nản và mất đi cái hứng thú với mọi thứ xung quanh. Video này sẽ giúp bạn giải đáp những cái câu hỏi sau đây về macaron năng lượng. Thứ nhất, macaron năng lượng là ai? Chúng ta cần phải biết là đó là những cái người có khả năng hút cạn cái năng lượng tinh thần của người khác một cách gọi là hết cỡ luôn. Họ có thể là bất kỳ ai, từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm đến những cái người lạ không thân quen. Thứ hai đó là macaron năng lượng có thật hay không? Hay là chỉ là truyền thuyết thôi, mặc dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh sự tồn tại của macaron năng lượng, nhưng nhiều người tin rằng họ có thật. Một số người cho rằng macaron năng lượng là những cái người mắc chứng rối loạn nhân cách. Tức là sao? Chẳng hạn như là rối loạn nhân cách ranh giới, rối loạn nhân cách tự ái hoặc là rối loạn nhân cách ái kỳ. Thứ ba là dấu hiệu của macaron năng lượng, làm sao để nhận biết? Đó là họ luôn tiêu cực. Họ thường xuyên than vãn, chỉ trích, phàn nàn, ghen tị, thiếu sự đồng cảm. Họ không quan tâm đến cảm xúc của người khác và chỉ tập trung vào chính bản thân họ. Họ là những cái người ích kỷ về cảm xúc và họ là những người kẻ thao túng nữa. Họ sử dụng cái lời nói này, hành động để thao túng tâm lý người khác nhằm đạt được cái mục đích cho riêng mình. Đó là những người hay than vãn, họ luôn gặp khó khăn trong cuộc sống và cần sự giúp đỡ của người khác, là thích tranh cãi này, thích gây tranh cãi khiến người khác cảm thấy căng thẳng và khó có thể là mà đồng cảm được, luôn đóng vai nạn nhân, né tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác khiến bạn cảm thấy tội lỗi và luôn là người sai, tự luyến, họ chỉ quan tâm đến bản thân thôi, không bao giờ lắng nghe và luôn muốn được khen ngợi, muốn lấn át bạn này, họ hay to tiếng, dìm bạn xuống và ghen tị với cái thành công của bạn, thích tạo drama, thích sự hỗn loạn, phóng đại mọi chuyện và tạo ra những cái rắc rối không cần thiết, luôn chỉ trích, họ khiến bạn cảm thấy mặc cảm, tự tin, tự ti và thao túng cảm xúc của bạn mọi lúc mọi nơi, lợi dụng lòng tốt của bạn, họ lợi dụng sự đồng cảm của bạn để đạt được cái mục đích của chính bản thân. Và sau đây là các cái ví dụ có thể để nhìn nhận được, dễ nhận biết được trong các cái mối quan hệ gia đình, đồng nghiệp hay là tình cảm, và mình sẽ nêu ra nhé, những cái nhân vật đều không có thật, mình chỉ viết ra để lấy ví dụ từ những cái trường hợp và kinh nghiệm từ cuộc sống thôi, nên các bạn có thể cho đây là một cái ví dụ. Thứ nhất là câu chuyện về Minh và đồng nghiệp. Minh là một cái nhân viên năng nổ, nhiệt huyết tại công ty, tuy nhiên cô thường cảm thấy kiệt sức và rất là mệt mỏi sau khi tương tác với một đồng nghiệp tên là Lan. Lan thì luôn than vãn về cái công việc của mình, chỉ trích sếp và đồng nghiệp và thường xuyên kể những cái câu chuyện rất là tiêu cực ở công ty. Lan luôn chỉ tập trung vào hoàn thành công việc của chính bản thân, ít khi để ý đến cái sự tương tác hay là giúp đỡ nhóm, hoặc là nếu có thể thì cũng tỏ ra thái độ cạnh tranh và luôn khó chịu khi phải giúp đỡ những cái đồng nghiệp mới vào làm còn ít kinh nghiệm hơn. Minh nhận ra rằng Lan là một macaron năng lượng. Sau mỗi lần trò chuyện với Lan thì Minh cảm thấy là mất đi cái năng lượng tích cực và không còn hứng thú với công việc nữa. Để bảo vệ bản thân, Minh quyết định hạn chế tiếp xúc với Lan. Khi Lan bắt đầu than vãn thì Minh sẽ lịch sự chuyển chủ đề hoặc tìm cách rời đi đâu đó. Mình cũng tập trung vào những cái điều tích cực trong công việc và dành thời gian cho những cái đồng nghiệp khác nữa, vui vẻ, lạc quan hơn. Thứ hai đó là câu chuyện về Huy và vợ của mình. Các bạn chú ý là đây là chỉ là những cái câu chuyện mà mình hư cấu thôi nhá. Huy và vợ đã kết hôn được 5 năm. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đang dần rạn nứt vì vợ Huy là một người hay ghen tuông, kiểm soát. Cô thường xuyên tra hỏi Huy về mọi việc, theo dõi điện thoại này, tin nhắn của anh và không cho phép anh đi chơi với bạn bè. Cô luôn cảm thấy là bất an với mối quan hệ này và chưa bao giờ thử nói chuyện thẳng thắn với Huy là tại sao cô lại lo lắng như vậy. Huy cảm thấy kiệt sức, ngột ngạt trong một cái mối quan hệ như thế này. Anh nhận ra rằng vợ mình là một macaron năng lượng, một người toxic. Cô luôn muốn được quan tâm, chú ý, ghen tị với mọi người xung quanh của mình. Để bảo vệ bản thân và cải thiện cái mối quan hệ thì Huy đã quyết định chia sẻ cái cảm xúc của mình với vợ một thẳng thắn. Anh giải thích rằng hành vi của cô khiến anh cảm thấy rất là ngột ngạt, không thoải mái trong cái quan hệ như vậy.
Huy cũng đề nghị vợ cùng nhau tham gia tư vấn hôn nhân để giải quyết vấn đề và gặp bác sĩ tâm lý để có thể điều trị tâm lý. Câu chuyện tiếp theo đó là câu chuyện về Lan và mẹ. Lan là một cô gái độc thân, sống cùng với mẹ. Mẹ Lan là một người hay lo lắng và bi quan. Bà thường xuyên than vãn về cuộc sống, kể những cái câu chuyện tiêu cực và lo lắng về tương lai của Lan một cách thái quá. Bà thường hay tránh và ngại tiếp xúc với người xung quanh, cả kể hàng xóm. Chính vì lý do đó mà bà nhìn thế giới với một ánh mắt hoài nghi, thiếu cởi mở. Lan cảm thấy kiệt sức và buồn bã sau mỗi lần trò chuyện với mẹ, không có hứng thú làm một việc gì cả. Cô nhận ra rằng mẹ mình là một macaron. Năng lượng tiêu cực của mẹ khiến Lan cảm thấy chán nản, mất đi niềm vui, niềm tin trong cuộc sống. Để bảo vệ bản thân và giúp đỡ cho mẹ thì Lan quyết định khuyến khích mẹ tham gia các cái hoạt động tích cực như là tập thể dục này, tham gia câu lạc bộ dành cho người cùng lứa tuổi và dành thời gian cho bạn bè, giao lưu nhiều hơn ở bên ngoài. Lan cũng thường xuyên chia sẻ những cái câu chuyện vui vẻ và động viên mẹ hơn. Thứ tư đó là cách bảo vệ bản thân, hạn chế tiếp xúc, nếu có thể hãy hạn chế tiếp xúc với những cái người toxic mà có năng lượng tiêu cực, thiết lập ranh giới cho họ biết bạn không muốn nghe những cái lời tiêu cực, hãy tham gia vào những cái cuộc tranh cãi của họ, bảo vệ năng lượng của bản thân, tập trung vào những cái điều tích cực trong cuộc sống và dành thời gian cho những người mang lại cho bạn cái niềm vui, tránh xa những người mà tiêu cực đấy đi. Họ học cách nói không, đừng ngại từ chối những cái yêu cầu vô lý của họ. Chăm sóc cho bản thân trước, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên để tăng cường cái sức khỏe tinh thần của bạn. Khi bạn có một cái sức khỏe minh mẫn thì bạn có thể loại bỏ được những cái điều tiêu cực. Quan điểm trung lập nữa, điều quan trọng là cần lưu ý là không nên vội vàng phán xét hay áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác. Việc một người có hút năng lượng của bạn hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả cảm nhận và mức độ nhạy cảm của bản thân nữa. Thay vì chỉ tập trung vào việc né tránh những cái người mà có thể gọi là ma cà rồng năng lượng hút hết năng lượng của bạn, thì hãy học cách bảo vệ năng lượng của bản thân và xây dựng những cái mối quan hệ tích cực hơn. Hãy nhớ rằng bạn có quyền lựa chọn những người mà bạn muốn tiếp xúc trong cuộc đời, trong công việc, dành thời gian cho những cái người như vậy. Năm là lời khuyên lắng nghe trực giác của bạn nếu bạn cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, chán nản, buồn bã, trầm cảm sau khi tương tác với một ai đó thì hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, dành thời gian cho những cái việc gì như là những cái người mang lại cho bạn niềm vui này, những người tích cực, vui vẻ sẽ giúp bạn nâng cao cái tinh thần và tránh xa những cái suy nghĩ tiêu cực đó đi. Thực hành thiền định, yoga, nghỉ ngơi như là chạy bộ, đi bộ, đây là những cách hiệu quả để tăng cường sức khỏe tinh thần, bảo vệ năng lượng của bản thân. Và để kết luận cho video của ngày hôm nay thì mình muốn nhắn nhủ rằng năng lượng ma cà rồng là một cái khái niệm phức tạp và còn rất là nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, việc hiểu rõ về nó và học cách bảo vệ bản thân là điều cần thiết cho mỗi chúng ta để duy trì cái sức khỏe tinh thần và xây dựng những cái mối quan hệ tích cực hơn trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình và mong các bạn có thể để lại bình luận cũng như là like cũng như subscribe kênh YouTube của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.